thân mến, chào mừng bạn đến với Tốt Sao Hoa, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao Hoa ngữ. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Địch Lệ Nhật Ba là nữ thần sắc đẹp thế hệ mới của showbiz Hoa ngữ, khiến biết bao trái tim phải lỡ nhịp với gương mặt xinh đẹp sắc sảo, dáng người chữ S quyến rũ và thần thái sang chảnh. Nhìn vào nàng mỹ nữ tân cương, chắc hẳn không ai ngờ được cô nàng lại ẩn chứa sức mạnh to lớn, khiến cộng đồng mạng phải đặt cho danh hiệu búp bê kim cang, từ lóng chỉ những người tưởng như mong manh nhưng lại có sức mạnh phi thường. Mới đây thì trong trailer của show truyền hình ăn khách Happy Cam, người hâm mộ phải xỉu ngang xỉu dọc khi Địch Lệ Nhật Ba thử đọ sức vật tay với nữ vệ sĩ của chương trình. Thật bất ngờ là sau giây phút giằng co gay cấn, nữ diễn viên tam sinh tam thế giành chiến thắng thuyết phục, khiến đối thủ phải trả thua. Không ít khán giả phải trầm trồ vì người đẹp này tưởng không khỏe nhưng lại khỏe không tưởng. Hơn nữa đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Địch Lệ Nhật Ba thể hiện sức mạnh phi thường của mình khi tham gia show truyền hình. Mỹ nhân Lệ Cơ Truyện từng khiến cộng đồng mạng phải mắt tròn mắt dẹt vì trổ tài bế cõng các sao nữ showbiz khác dễ như trở bàn tay khi tham gia trò chơi trong game show. Ví dụ như Dương Mịch, Lâm Y Thần đều từng được hưởng thụ kiểu bế công chúa từ đàn em xinh đẹp. Trong khi làng giải trí Hoa ngữ còn vô số nam thần cao to vạm vỡ nhưng vẫn phải trả thua trước cảnh bế thì Địch Lệ Nhật Ba xứng đáng được khen ngợi. Không chỉ với các mỹ nhân, Địch Lệ Nhật Ba cũng chẳng gặp khó khăn khi thử bế bổng nam đồng nghiệp trên tay. Điều này khiến cộng đồng mạng cười không khép được miệng vì người đẹp này cứ cầm nhầm kịch bản của nam chính vậy. Thậm chí thì một người hâm mộ của Địch Lệ Nhật Ba cũng từng chứng kiến việc thần tượng của mình có sức mạnh hơn người. Người này cho biết mình từng có dịp đến thăm đoàn làm phim nơi nữ diễn viên đang ghi hình. Vốn dĩ cô muốn đứng dậy để nhường ghế cho Địch Lệ Nhật Ba nghỉ ngơi, nhưng người đẹp này đã dùng một tay ấn fan ngồi trở lại ghế với sức mạnh khiến người ta không thể từ chối được. Có thể thấy được nhìn thì mảnh khảnh, mình hạc sương mai vậy thôi, nhưng Nhật Ba lại chẳng ngán ai về mặt sức mạnh cả. Người hâm mộ cho rằng chắc hẳn nàng tiểu hoa đã rèn luyện cơ thể một cách khoa học và thường xuyên nên mới vừa khỏe mạnh lại vừa có dáng người chuẩn không cần chỉnh như vậy. Bạn nghĩ sao về danh hiệu búp bê kim cang của Địch Lệ Nhật Ba và hãy cùng chia sẻ cho chúng mình được biết nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Tốt Sao Hoa và nhớ đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.